Thì nghiết đổ cái cánh kia qua cho ông Phước nó đá cánh đây cho thuận. Bớ then tùng y bài Phước đảo qua kia để hiếp qua anh kia. Bạn giờ đó
về lại cho khỏi bí. Coi coi lục lọi nha, đừng có banh ra nha, coi tên lấy nha. Chuẩn thành xong lấy. Ê coi lộn nha. Bớ đá chỗ con Tùng mà chạy đâu lên tiền đạo vậy? Ồ. Vậy dưới chỗ con Tùng mà nhận bám chứ đâu mà chạy lên chỗ thằng Đặng Lộc. Ủa nó liền. Số bao nhiêu đâu? Nhất bớ con bớ đá giữa mà nó lên đá tiền đạo không vậy? Nhất bớ đá chỗ con Tùng thôi, đừng có chạy tàu lâu.
thua ban tào lao không vậy? Thiệt thiệt, vô mấy cái áo đỏ lại bên phía Giang kia này. Đồ dơ bỏ đây con chút không? Bỏ đấy, bỏ đất á. Đồ dơ mà đem phòng cắt không? Ông tiện. Cứ nhào nhào lên trên chơi gì biết, theo tùng mà theo nghĩa theo không được rồi. Bố đeo đồ tùng vô. Đi. Gắt 1 hay gắt 2 đâu? Đu con Tùng vô. Nó không có mình Tùng à. Đu con Tùng là nó bên đá bí à. Tùng nó không chuyền được, hai tiền đạo đá không được đâu. Bố biết cái đèn vàng không? Vô bật cái đèn vàng lên con. Sao?
Đàn Lộc Nghĩa để vô một cái con, 40 tờ. Giờ sao đá chụp đậu bỏ con Tùng nó chạy đâu có chạy vậy?
Bữa vô thấy thấy Phước vô cạn. Đá mà để mình tùng nó đá nghễ vô biết đường nào đá hết mà. Chợ đá hết thì một luôn đi. Chợ đá hết thì một đi. Gác nhiêu đâu? Vừa gác 4 dữ. Tỷ số nhiêu đâu? Gác 2 chứ. Thành bớ anh chờ mấy người hết sức vô anh càng mấy kia chịu không nổi đâu. Bớ về chưa? Không, bớ nó bỏ vị trí là thua luôn. Bớ chúng nó vô nó càng ai chịu nổi. Chuyện đã xấu quà chọn đá. Chúng ta hết sức bớ nó vô nó càng ai chịu nấu vậy. Bận đây hết sức bớ vô nó càng ai chịu nấu. Tùng nó hết sức là vô càng ai chịu nấu. Chứ nghĩ giờ Tùng nó chạy không thấy này. Tùng nó đáng mình nó không mà không thấy này đường nè.
Thôi từ từ để lấy đồ rồi lộn mà cứ đưa đưa rồi thiếu đồ rồi bắt cơ đền nó nhăn. Ủa đồ đạt rồi. Ờ, ông nào lấy gì dùng ông nào cho biết đường. Ông Chí lấy chưa vậy? Vừa thiếu một bộ là giờ đổi thường ông Chí nha, ông Chí ông mình ông lấy hai bộ. Chạy ra gớm. Nghi biết nó lấy hai bộ này nữa tiên không? Giò đứng xa với giò. Gạch áo với logo rồi đó. Logo đâu phải mê ép mà. Ủi chị. Ủi chị. Ủi tào lao một cái nó teo lại. Ủi nó teo lại ráng chịu. Đồ đá banh hầu giờ ủi nó teo lại ráng chịu nha. Đồ đá banh mà ủi. Cái logo đây nó làm bằng vải lụa mà ủi là nó teo ráng chịu á. Đây người ta ép rồi mà bây giờ mấy ông xí ông cắt ông giục luôn chứ nó dính vô giải mà. Bây giờ mấy ông chỉ có rách áo thôi chứ. Hết thì một.